Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của gia đình mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình kênh mất cùng vợ lại vào bếp và chia sẻ một cái món mứt tới các anh chị và các bạn vào những cái dịp Tết sắp tới đây. Nếu mà các anh chị và các bạn đang tìm một cái cách làm mứt hạt sen đơn giản tại nhà và cực kỳ nhanh thì hãy theo dõi cách làm của gia đình mình ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay nhau vào làm luôn nha. Và đây là 300g hạt sen tươi mình đã ngâm với nước vôi trong qua đêm rồi. Khi mà mình ngâm qua đêm rồi thì mình sẽ rửa sạch rồi chúng ta sẽ tiến hành mình luộc nhé. Khi mà đã rửa sạch rồi thì chúng ta sẽ bỏ lên bếp và mình sẽ cho nước vô với 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Mình sẽ luộc cho cái phần hạt sen này nó mềm ra. Và sau một lúc mình luộc được tầm 15 tới 20 phút thì cái hạt sen của mình đã mềm nhừ rồi nha. Khi mà mềm nhừ ra rồi thì chúng ta sẽ cho qua cái phần đá để mình giữ được cái độ giòn của hạt sen và mình giữ được cái độ mềm á. Mình vớt ra như vậy. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ nhanh nhất có thể để cho các anh chị và các bạn nắm được những cái bước mà lưu ý để cho các anh chị thành công ngay lần đầu tiên nha. Và sau một hồi ngâm đá thì chúng ta đã được cái hạt sen như vậy, mình sẽ vớt ra ngoài và để ráo. Khi mà đã để ráo rồi thì chúng ta sẽ cho đường vô. Và đối với 300g hạt sen thì chúng ta cho cỡ tầm 200g đường là được rồi ha. Nếu mà các anh chị và các bạn ăn ít đường hơn thì chúng ta cũng có thể giảm cái lượng đường xuống tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình ạ. Rồi, mình sẽ ướp ở đây cỡ tầm 1 tiếng tới 2 tiếng để cho cái phần hạt sen này nó ngấm hết đường. Nếu có thời gian thì các anh chị và các bạn cũng có thể ngâm cái hạt sen này qua đêm cũng được ạ. Còn không có thời gian thì chúng ta chỉ cần ngâm cho cái phần đường này nó tan hết rồi chúng ta mang đi sên thôi. Rồi, mình bọc cái màng thực phẩm và chúng ta bỏ vô ngăn mát tủ lạnh nhé. Và sau 3-4 tiếng hoặc là các anh chị ngâm qua đêm thì chúng ta đã được cái hỗn hợp đường nó tan hết ra như thế này. Và lúc này thì chúng ta sẽ bỏ vô bếp và mình sẽ sên. Mình đun ở trên lửa lớn tới khi nào cái hỗn hợp nước đường này nó sôi trở ngược lại thì chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ và mình tiến hành mình xem từ từ cho tới khi nào mà cái phần hạt sen và cái phần đường nó kết thành những cái đường trắng á, thì chúng ta sẽ tắt bếp nha. Đảo đều tay, lúc này thì cái phần đường của mình nó lên đường rồi nè. Do là gia đình của mình ăn hơi ngọt một tí nên là mình cho cái lượng đường là 250g. Đây là cái đường nó hơi nhiều. Đây là lúc này thì mọi người có thấy là cái đường trắng nó hơi nhiều đúng không ạ? Nhưng mà không có sao đâu. Lúc này thì các anh chị khi mà sên vừa tới thì mình sẽ cho cái ống vani vô. Đường này thì mình cũng có thể lấy ra và mình có thể nấu chè cũng được nè. Hoặc là mình sên mứt tiếp theo cũng được đó ạ. Và bây giờ thì cái sen của mình đã khô thì kênh bếp cùng vợ đã lấy ra đĩa trang trí như thế này để tạo cái độ hấp dẫn cho mọi người cùng vào bếp với gia đình của mình nè. Nếu mà các anh chị và các bạn thấy video ngày hôm nay thật là hữu ích thì hãy cho gia đình của mình một đăng ký và một like được không ạ? Rồi kênh bếp cùng vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.